trang tiền bạc màu loang dòng máu hướng giang ơi thuyền neo bên không người qua đó một lần thôi nhưng còn mãi và chiều nay không có đường phố cũ chân mềm tôi là người khai hoang đi nhặt xác mình xác người cho ruộng đồng xanh màu cho đám môi lên cao và người ơi xin chớ quên người ơi xin chớ quên đường vào thành hàng cây chờ chuỗi lá đôi ngự bình thịt xương khô sườn đã kim long ơi bà lau ngóng chuông chùa tắt rồi một lần thôi nhưng còn mãi và chiều nay không có em đường cũ trắng lên đen tôi là người trong đêm mang ngọn đuốc về nội thành xin làm người soi đường đi xóa những đau thương và người ơi xin chớ quên người ơi xin chớ quên xin chào các anh chị em. Vâng thưa các anh chị em, chúng ta ngày hôm nay tôi xin được phép trao đổi với các anh chị em, nó cũng là những điều tâm tình thôi, không có mang một cái, cái không có mang được một cái đề tài lớn lao nào, nào cả. đây tôi nghĩ rằng đây là tâm tình của những người đã à, đi qua một chặng đường chiến đấu đã thất bại và có được một số những cái cơ hội để nhìn về quá khứ, để nhìn về những cái những điều đã đi qua. À, mà có những sự chia chung Có những sự thao thức chia với nhau Về vấn đề đất nước Về vấn đề dân tộc Ở Những điều đang diễn ra ngày hôm nay Đối với cái nhìn của tôi đó, Một hình ảnh rất giống nhau Của cái giai đoạn 1674 Đến 1786 Tức là 4 năm trời 5 năm trời cuối cùng của cái giai đoạn gọi là giai đoạn có cái loạn kiêu binh trong lịch sử của uh, nước Việt Nam chúng ta ngày hôm nay thời kỳ đó gọi là Nam Việt xin lỗi các anh chị em nhé À, xin lỗi các anh chị em à, có mấy người khách bất thường <laughs> à, vâng xin kính chào các anh chị em chào anh, anh chị Hoàng Nhạn nhé chào anh uh, Hồ, Hồ Tuấn Đắc tôi nghĩ là như vậy chúng ta sẽ trở lại đúng với cái uh, tiêu đề mà chúng ta muốn trao đổi với nhau ngày hôm nay đó là hình thái của một uh, Uh, giai đoạn cuối của loạn cứu binh trong lịch sử đang có một cái chiều hướng đang có một cái hình ảnh là nó tái hiện lại. Chúng ta đã có một đội ngũ mật vụ công an mà đại đa số nếu có muốn nói là tuyệt đại đa số những đội ngũ công an của đang sống tại miền Nam uh, đang đang uh, làm việc uh, tại Sài Gòn và Sài Gòn nói riêng và miền Nam nói chung, tuyệt đại đa số là những anh chị em đến từ miền Bắc, từ miền Bắc vào. Chúng ta nhắc lại với nhau một uh, chi tiết, một giai đoạn của lịch sử để chúng ta nhìn vào ngày hôm nay. Lịch sử của chúng ta đã có một cái giai đoạn, uh, tôi gọi là một giai đoạn đau thương. Chính giai đoạn đó nó là tiền đề để làm cho chúng ta xa cách nhau để làm cho lịch sử Việt Nam có những trăm năm khốn cực, khốn nạn. Đó là Nam Bắc Phân Tranh. Năm 1540, tức là đã 600 năm trôi qua, hơn 600 năm trôi qua. Năm 1540, ông Nguyễn Kim, đã uh, giúp cho vua Lê lúc đó là thời nhà Lê Trung Hưng. Uh, để diệt được nhà Mạc. Uh, ông Nguyễn Kim mà là người đất Thanh Hóa và là tiền đề để, để, để có một cái nạn kêu binh hơn 100 năm sau. <laughs> Bởi vì vùng đất Tĩnh Gia, vùng đất Thanh Hóa, vùng đất Hà Tĩnh đã trở thành vùng đất gọi là vùng đất của lính Tam Phục. Tức là những người tự cho mình một cái quyền, một cái công là đã dựng lại nhà Lê, đã đuổi nhà Mạc, để tức là triều đình nhà Mạc để, để bảo vệ triều đình nhà Lê, thời nhà Lê Trung Hưng. Thế <laughs> từ cái giai đoạn từ năm 1540 khi mà ông Nguyễn Kim là một người lưu lạc đem thân binh của mình, đem dòng họ của mình lưu lạc sang bên đất Lào năm 1540. Khi sang bên đất Lào ông Nguyễn Kim đã tìm một người con cái, con cháu của dòng họ Lê để dựng lên làm một triều đình lưu vong. Và năm 1458 thì đã thành công được cái gọi là cái cuộc phục quốc của ông Nguyễn Kim là dựng lại triều đình nhà Lê. <laughs> Từ bên Lào là ông Nguyễn Kim đã đánh vào Nghệ An đánh vào Thanh Hóa để làm tiền đề cho một cuộc chiến đấu để giành lại ngai vàng cho vua Lê. Trong thời kỳ đó thì nhà Mạc là ở Hà Nội cho nên nó có một cái tình trạng là Nam Triều và Bắc Triều. giai đoạn năm, 19, năm tám lúc bấy giờ khi đã thành công được Uh, chiếm lĩnh được Bắc Triều tức là diệt được nhà mạc rồi đó thì lúc đó là ông Nguyễn Hoàng mới <laughs> có được một cái công lớn ông Nguyễn Hoàng là con của ông Nguyễn Kim xin lập lại là người của vùng Thanh Hóa người mà sau này đó là đã trở thành một cái cái nơi mà toàn bộ lính tráng toàn bộ quân đội của uh, miền Bắc Nói chung là của quốc gia lúc bấy giờ của triều đình nhà Lê lúc bấy giờ là toàn bộ là người Tam phủ, toàn bộ là người Hà Tĩnh và à, người Thanh Hóa. Thế năm 1554 nó nó xảy ra một cái chuyện là à, lúc đó là ông Trịnh Kiểm, thời đó là thời của ông Trịnh Kiểm. À, thì ông Trịnh Kiểm đó đã có một cái ý đồ là xoán ngôi nhà Lê bởi vì à, ông nhìn thấy rằng tất cả mọi quyền quyền hành đều nằm trong tay của nhà Trịnh. Và cái chuyện coi như điều hành đất nước đó, thì tại sao công lao là công lao của quân nhà Trịnh, của người nhà Trịnh, của người Tam Phủ, tức là người Thanh Hóa và người người Hà Tĩnh. Vậy thì tại sao cứ phải nuôi báo cô một cái tên vua chẳng ra gì cả tức là à, thời cuối của triều Lê Trung Hưng xin nhấn mạnh với các anh chị em Lê tức là con cháu của vua Lê Lợi và vua Lê Lợi là người Mường nhé các anh chị em. đồng bào Mường dân tộc Mường à, ông gia đình dòng họ ông Nguyễn Kim cũng là người Mường cũng là dân tộc Mường tức là à, điều này ít hay nhiều nó liên quan đến vấn đề chủng tộc mà rất ít người nghiên cứu sử uh, có nhắc đến có gợi ra cái yếu tố chủng tộc trong cái chuyện trịnh nguyễn uh, chưa tới trịnh nguyễn tức là trịnh mạc thời nhà trịnh thời nhà mạc và nhà lê khởi đầu của chuyện tranh chấp nam bắc triều khởi đầu có cái chuyện nam triều và bắc triều khởi đầu có cái chuyện là uh, làm tiền đề cho chuyện trịnh nguyễn phân tranh vậy lúc bấy giờ cái giai đoạn cuối là nó liên quan đến uh, thời của ông ông trịnh tạc thời của ông trịnh tạc uh, và trịnh cán trịnh khải lúc bấy giờ là dòng, uh, dòng họ vua chúa là đã náo loạn lên hết rồi trở lại cái chuyện ông trịnh kiểm muốn xoán ngôi của uh, <laughs> muốn xoán ngôi đó thì Xoán ngôi của vua Lê đó thì nó bị bại lộ. Ờ, người dân ở ngoài Hà Nội thì họ vẫn hướng về vua Lê, họ vẫn nhìn uh, nhà Trịnh chỉ là những người nắm về quân đội mà thôi. Và đâu đó nó còn có một cái yếu tố chủng tộc, tức là liên quan đến mường Việt, người Kinh và người Việt. Điều này rất ít các nhà lịch sử đào bới ra, đào sới ra. <laughs> vì thế chúng ta cần có một cái nhìn ở cái giai đoạn 1554 tới cái giai đoạn 1674 tức là và cao điểm của cái giai đoạn 1674 cho tới năm 1786 đó, đó là chúng ta có cả gần gần 100 năm để chúng ta lường định các cái sự kiện nó nó xảy ra nó liên quan đến cái gọi là cái loạn kiêu binh <laughs> và cao điểm của cái nạn kiêu binh là từ năm 1782 đến năm 1786 nó chỉ có chấm dứt khi đoàn quân phương nam được điều hành bởi lúc bấy giờ là Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ dòng quân từ miền Nam ra miền Bắc. Cái đoàn quân đấy sau khi bình định được uh, miền Bắc, tức là đuổi hẳn nhà Mạc và uh, khóa lại cái gọng kìm của nhà Trịnh, tức là uh, vô hiệu hóa quyền lực của nhà Trịnh để chỉ còn là vô lê mà thôi. Thì ông Nguyễn Huệ lúc bấy giờ là xuôi Nam trở lại trở vào Phú Xuân trở lại thì để lại là ông Nguyễn Hữu Trình để cai quản đất phương Bắc. Thế chúng ta cần phải nhìn cái giai đoạn cao điểm của cái loạn sứ quân, của cái loạn kiêu binh năm 1782 đến năm 1786, tức là 4 năm trời. Cái chính cái loạn kiêu binh đó là lý do chính yếu để sụp đổ cái triều đình của uh, cuối đời của vua Lê. thì lập lại là Trịnh Tạc, Trịnh Cán hoặc từ Trịnh Khải trong cái giai đoạn một nghìn bảy trăm tám mươi sáu đó là đã có tức là mấy chục năm đã diễn ra những cái cuộc thanh trừng lẫn nhau giữa anh em con chú còn bác uh, giữa dòng họ của nhà Trịnh với nhau cần phải chia sẻ với các anh chị em trẻ ngày hôm nay 20 tuổi 30 tuổi là cái giai đoạn lịch sử đó nó là một cái giai đoạn lịch sử đẫm máu và đồng thời nó cần cho chúng ta nhìn rằng đó là một cái giai đoạn lịch sử nhục nhã của giống dân Việt Nam của chúng ta giống dân ngày hôm nay gọi là Việt Nam lúc mấy giờ gọi là An Nam Trung Quốc họ gọi là đô hộ phủ tức là chỉ là một phủ thôi An Nam đô hộ phủ thế <laughs> những sự sâu xé những sự rằng xé với nhau nhà mạc cũng dựa vào cái danh của vua lê để lập lên một cái vương triều và sau đó uh, coi như là dựa vào nhà mạc lúc bây giờ là dựa vào quyền lực của trung quốc ảnh hưởng của trung quốc và uh, tách hẳn với vua lê gần như là một vương triều riêng vì thế mới có những cái chuyện xảy ra là vua lê phải đi vào phương nam phải đi vào uh, thanh hóa uh, để uh, kêu gọi uh, con cháu của uh, thời trịnh kiểm tức là dòng dõi của trịnh kiểm để lấy lại được lấy lại được quyền bính cho mình lấy quyền bính cho uh, triều đình nhà lê thì khi lấy được thì người ta sẽ đòi cốc và người ta dựa trên cái công lao đó để người ta cái loạn kêu binh nó đã xảy ra một cái chuyện xã hội hết sức bế tắc ở, ở tất cả các tỉnh từ Thanh Hóa đổ ra ngoài phía Bắc lên tới chỉ có ngừng lại ở những cái vùng mà nhà Mạc nắm quyền thôi tức là vùng Lạng Sơn, vùng Phú Thọ ngày hôm nay thì sau khi diệt được nhà mạc đó thì cái công lao gọi là ỷ công tân công đó, nó, nó tràn lan hết nó giống y như ngày hôm nay các ông bộ đội thân yêu của chúng ta uh, luôn luôn đòi những quyền lợi và dàn tướng lãnh tức là dàn sĩ quan tướng lãnh đất nước của chúng ta ngày hôm nay nội cái tiền thuế để đóng vào tiền hưu cho các ông gọi là có công với cách mạng không là cũng lủng bỏ mẹ nó cái quỹ của quốc gia. Đó là một cái hình thái, một cái hình thái gọi là kẻ công, kẻ lệ, tân công của mình. Và ngày hôm nay, những cái chuyện mật vụ của người miền Bắc, và kể cả chuyện kinh tế những người nắm về kinh tế tại miền nam những người nắm về bất động sản tại miền nam kể cả về giáo dục lẫn uh, ngân hàng và uh, bất động sản đều là người miền bắc tuyệt đại đa số chúng ta mạn đảm về cái chuyện chính trị nó rõ ràng hết sức là tất cả những cái ngôi vị gọi là ngôi vị chính trị quan trọng Tại phương Nam, vấn đề hành tránh, vấn đề đảng và vấn đề quyền lợi được chia chác ở, ở những cái quyết định liên quan đến tiền ngân sách, liên quan đến quỹ đất và liên quan đến công an, liên quan đến bộ đội tất tần tật, 80% đều là người phương Bắc. Vậy, cái nhìn của một quân đội như thế, cái nhìn của một lực lượng mật vụ như vậy, nó cho chúng ta nhìn thấy rất gần gũi rất giống với cái thời gọi là lính tam phủ tức là thời một nghìn sáu trăm bảy mươi bốn từ một nghìn sáu trăm bảy mươi bốn tới một nghìn bảy trăm tám mươi sáu mới gọi là giải quyết được cái 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 nạn kêu binh đó để đến nỗi khi mà uh, um, quân của nguyễn hữu trình quân của ông lê lợi đi ra gọi là giải phóng giải phóng miền bắc bình định bắc bình vương và khi mà đã thành công rồi thì những người lính tam phủ tức là những người lính của tĩnh gia những người lính của hà trung thời bấy giờ đó tên là hà trung tên là tĩnh gia gọi là tam phủ lính tam phủ là họ đi về quê mà họ không có phương tiện để đi về quê. Ngày hôm nay lên máy bay chúng ta có thể đi được cái ảo, lên xe, lên xe lửa chúng ta có thể đi được cái ảo. Nhưng cái giai đoạn đó nó tức là 1786 thì nó 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 không hề đơn giản. Khi mà bị tước vũ khí, khi mà bị mất quyền lợi thì phải trở về cái cái nơi mà mình sinh ra quê quán của mình, tức là vùng Tĩnh Gia, vùng Tam phủ từ hà nội để đi về vùng đó là phải đi bộ và rất nhiều người đã bị chết bị chết là sao là đói khi đói quá thì phải đi ăn xin để trở về đất thanh hóa để trở về đất uh, hà tĩnh con đường đó không phải là con đường ngắn ngủi Đối với những người đi bộ và đặc biệt là những người thất trận, những người bị tước quyền lực thế thảm trên cái hành trình để đi về quê quán như vậy. Tôi nhớ không lầm cũng phải là 500 cây số. 400 cây số, 500 cây số. Và cái hành trình như thế đó là phải đi ăn xin. Và đi ăn xin cái giai đoạn đó là có rất nhiều người đó là tức là những người ăn xin, những người hành khất bị câm. Đi xin ăn mà không dám nói bởi vì khi nói ra thì nó lộ cái âm giọng của người Hà Tĩnh của vùng Tam phủ, tức là là lính Tam phủ là là sẽ bị chết ngay, tức là người ta sẽ đánh chết ngay. Cái hình ảnh đó nó liên quan đến những điều đang diễn ra trên đất nước Việt Nam ngày hôm nay. Bối cảnh đất nước Việt Nam ngày hôm nay đang cho chúng ta nhìn thấy sự sụp đổ của chế độ cộng sản ít nhất là ở phương Nam. Tôi nói là ít nhất nhé các anh chị em. Ít nhất là ở phương Nam, tức là từ Quảng Trị đổ vào. Nó đổ vì nhiều cái yếu tố. Và yếu tố quan trọng nhất là ngày hôm nay thế giới là một thế giới phẳng. Các ông khôn ngoan, các ông cán bộ khôn ngoan của chế độ cộng sản nói rất nhiều về gọi là cái thời kỳ 4.0 nhưng các ông ấy không hề nhận ra một chuyện 4.0 nghĩa là phẳng thế giới thành một thế giới phẳng vì thông tin mà thành một thế giới phẳng mà khi đã thành một thế giới phẳng rồi thì nó có sự liên đới với nhau nhà anh có một con chó nó chết nhà anh có một con gà nó chết 20 năm trước anh có thể cầm con gà chết đó vì nó bệnh anh biết là nó bị bệnh dịch, anh không ăn, anh ném nó ra ngoài ngoài cổng, tức là ra ngoài đường đi. 20 năm trước, người hàng xóm người ta cùng lắm là người ta đi người ta dọn. Người ta không dám văng lại anh bởi vì anh anh dã man quá, bởi vì anh anh ghê gớm quá, anh hùng mạnh quá, anh côn đồ quá chẳng hạn. Trong xóm anh là người côn đồ. 20 năm trước hai năm, 20 năm đổ về trước, điều đó nó có thể xảy ra. Nó có thể tồn tại được. Nhưng ngày hôm nay là không. Cái bãi rác của anh, cái con chó nó chết, bị hôi thối như vậy, nó bị dịch như vậy. Anh phải đem đi anh trồn. Anh không có cái chuyện anh quẳng ra ngoài đường như vậy. Bởi vì hàng xóm ngày hôm nay là một thế giới phẳng. Họ không còn là một người hàng xóm đối đầu với anh nữa. Mà khi mà anh khỏe quá, anh côn đồ quá họ sẽ gọi những hàng xóm khác và anh sẽ không chiến đấu nổi anh sẽ không chiến thắng nổi khi có 10 người hàng xóm hoặc là 20 người hàng xóm thậm chí hàng ngàn hàng xóm khác đứng lại để chỉ vào mặt anh là anh sống tầm bậy anh sống bẩn anh phải thay đổi cái cách sống của anh lại anh không thay đổi cách sống của anh lại đánh dập đầu anh cho anh chết bối cảnh thế giới ngày hôm nay nó là như thế Trước đây 20 năm, 10, khoảng 10 năm thôi, các ông bà trí tuệ cán bộ của Việt Nam, các ông, các bà phát ngôn nhân, phát ngôn viên của chính phủ Việt Nam lên trên diễn đàn, lên trên TV, nói rất là hùng, rất là huỳnh tráng là vấn đề của Việt Nam, những vấn đề mà thế giới coi là nhân quyền đó là những vấn đề của Việt Nam đó là những vấn đề nội bộ của chúng tôi nội bộ của việt nam mà một khi đã là nội bộ của việt nam thì các ông không có quyền xâm phạm ngày hôm nay hoàn toàn điều đó đã trở thành zero có thể nói câu đó với obama cái thời của obama có thể nói cái câu đó đối với thời của clinton tức là những người nhân viên của một thế lực siêu quyền lực những người là nhân viên của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, của nhân dân hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Ngày hôm nay, điều đó không còn nữa. Chúng ta hãy nhìn về Syria. Tại sao? Syria là một quốc gia mà người Mỹ và người Pháp, người Đức, họ nhào vào, họ đánh bom. Và thay vì Liên Hiệp Quốc uh, lên tiếng phản đối thì Liên Hiệp Quốc lại là vỗ tay và tại sao trước diễn đàn uh, của liên hợp quốc ông tổng thống thum lên một cách đường bệ trên diễn đàn và chỉ đích danh những quốc gia mang một cái hình thái là xã hội chủ nghĩa đó là những quốc gia tội ác đó là những tập hợp quyền lực tội ác và ông kêu gọi cả thế giới hãy đứng lại với nhau để triệt tiêu cái chế độ đó đi Trước đây 30 năm, 20 năm, liệu có ai dám nói cái câu nói đó trước tòa Liên Hợp Quốc không? Và cái khối gọi là cái khối Nga, uh, khối Trung Cộng uh, vốn dĩ, đặc biệt là khối Trung Cộng, nó bỏ bao nhiêu tiền để nó nuôi những cái quốc gia đàn em của chúng nó, đặc biệt là ở Tây Phi. Những quốc gia uh, da màu, nghèo đói và Trung Quốc ảnh hưởng vào được tiền bạc trong đó để leo lái những cái đầu đó để chạy theo quyền lợi của Trung Quốc thì Trung Quốc nói gì là những quốc gia đó sẽ nói theo nó sẽ trở thành một cuộc tranh cãi khủng khiếp ngay nhưng ngày hôm nay tại sao cả hội đồng Liên Hợp Quốc ngồi yên không có ai phản đối trước một lời tuyên bố hết sức chiến tranh của ông Tổng thống Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ đó là ông Thùng nhìn vào cái chuyện Syria để chúng ta thấy rằng tình trạng của việt nam nó sắp sửa diễn ra như thế bởi vì đã là một xã hội thì phải có trật tự của cái xã hội đó quốc gia phải có luật pháp của quốc gia và luật pháp quốc gia đó phải phục vụ cho nhân dân của quốc gia đó nếu luật pháp công pháp Tức là luật pháp của quốc gia phù hợp với công pháp của quốc tế và phù hợp với lòng mong muốn của người dân của quốc gia đó thì được thế giới công nhận, được thế giới trân trọng, được Liên Hợp Quốc bảo vệ. Nhưng khi luật pháp đó đi ngược lại quyền lợi của chính dân tộc của quốc gia đó và đi ngược lại với công pháp công ước của quốc tế về nhân quyền, về dân chủ, về quyền chính trị và dân sự thì Quốc gia đó những người lãnh đạo cái tập đoàn uh, quyền lực của quốc gia đó được coi là tội đồ, được coi là một bè lũ ăn cướp, ăn cướp tư tưởng của người dân, ăn cướp quyền lực của người dân, ăn cướp đời sống của người dân, ăn cướp dân chủ, ăn cướp nhân quyền. Trước đây 10 năm đầu về trước thế giới có thể im được, ngày hôm nay không. Kỷ nguyên của hôm nay thế giới đã bắt đầu sang trang khi Syria bị nước Mỹ quân sự của nước Mỹ và quân sự của một số những quốc gia Âu Châu đã bay vào để ném bom đã bay vào để san phẳng những cái cơ sở quân sự hóa học do nga và Trung cộng tài trợ trên đất Syria ngày hôm nay cái lời kêu gọi của ông tổng thống Trump và sau đó là lời kêu gọi của ông phó tổng thống. Hoa Kỳ nó cho chúng ta nhìn thấy một cái tín hiệu mới đã làm cho cục diện của thế giới đang thay đổi và sẽ thay đổi kịch liệt trong giai đoạn sắp tới. Đặc biệt cái hiệp ước của ba quốc gia hiệp ước mậu dịch của ba quốc gia là Mỹ, Canada và Mexico mới được ký kết trong 2 3 tuần vừa qua. Trong đó nó có một cái điều khoản cực kỳ quan trọng cho đất nước Việt Nam, cho người dân Việt Nam, cho những người những quốc gia nằm trong quỹ đạo gọi là cộng sản, xã hội chủ nghĩa. Đó là phải đi đến một thái độ triệt tiêu những quan hệ đối với những quốc gia đi trong cái chương trình đi trong cái quỹ đạo gọi là uh, kinh tế thị trường xin lỗi kinh tế phản thị trường tức là uh, khối xã hội chủ nghĩa tức là kinh tế phi thị trường, phi kinh tế thị trường, phi kinh tế tự do bởi vì đã là xã hội chủ nghĩa thì thì là do nhà nước điều điều hành hết nó sẽ là những cái công ty quốc doanh chứ nó không là những công ty của cá nhân từng cá nhân chúng ta nhìn thấy trung quốc ảnh hưởng ra quốc tế thao túng quốc tế hầu hết đều là những công ty quốc danh những công ty quốc danh đó trá hình tên là tư nhân nhưng bản chất đều là những công ty quốc doanh vì thế mà trung quốc bị đánh dập đầu đang bị đánh dập đầu một con rắn đang bị rất nhiều cây gậy đánh vào đầu bằng kinh tế bằng thương mại bằng cả quân sự bằng cả tình báo chưa bao giờ Trung Quốc tức là người người thầy của uh, của cộng sản. Người thầy của những người cộng sản Việt Nam ngày hôm nay. Mà bị đánh thê thảm, bị bao vây, bị đánh thê thảm như vậy. Khi chúng ta nhìn uh, những chuyện đó thì chúng ta phải thấy rằng một cuộc chiến tranh để kết thúc chế độ cộng sản nó sẽ phải xảy ra. Nó xảy ra vì quyền lợi, vì trật tự chung của thế giới. Và đặc biệt nó nhắm vào Biển Đông, nó nhắm vào Á Châu. Nơi có một con cọp to lớn nhất với những móng vuốt sắc bén nhất. Với cái đầu là hèn hạ, bẩn thỉu và bạo tàn nhất. Chúng ta cần phải nhìn thấy như vậy để liên tưởng đến cái sự chết của chế độ cộng sản Việt Nam ngày hôm nay. Nó không khác gì như triều đình của thời Lê Mạt cả. Ngày hôm nay chúng ta đối diện với một cái chuyện là một ông tổng bí thư. Tổng bí thư gần như là một cái phủ nó tương đương giống nó nhìn giống như là là của quá khứ thời 1554 rồi 1600 cho tới 1786. Đất nước Việt Nam, đất nước Đại Việt lúc bấy giờ. ông vua chỉ là một cái bình phỏng thôi. Chúng ta vừa có một ông vua băng hà. Ông vua vừa mới băng hà đó là ông vua Trần Đại Quang Bình Trúc, vua Minh Quang Tự Diệt. Vua mà không phải là vua, đuốc mà không phải là đuốc đuốc không có ánh sáng vua không có danh chính ngôn thuận vua không có quyền lực bình chúc vô minh quang tự diệt ngồi trên ngai vua mà không phải là vua và bên cạnh cái ngai vua đó là phủ chúa to đùng đùng nắm hết quyền lực của đất nước đó là phủ nguyễn phú trọng còn cái anh chàng miễn cái anh chàng gọi là phủ thủ tướng thì nó chỉ là một cái anh chàng hề, nó chỉ là một cái phủ chạy loanh quanh mà thôi. Trong cái thời gian khoảng 10 năm vừa qua ở đất nước Việt Nam là nó có một số cái chuyện nó nổi bật lên ở cái vai trò thủ tướng, tức là khoảng 20 năm, những người thủ tướng đều là những người của miền Nam. Và nó mang một cái hình ảnh là à các anh thủ tướng đó nó giống y như nhân dân Việt Nam, người dân Việt Nam. Tức là phải còng lưng xuống để cầy có tiền để làm ra được thật nhiều tiền, làm ra được thật nhiều thuế để cung phụng cho phủ chúa của chúa Trịnh. Ngày, tức là chúa Trịnh đương đại. Tức là phủ của Nguyễn Phú Trọng. Đồng thời nuôi một cái anh chàng báo cô đó là anh vua không ngai bình chúc vô minh đuốc không có ánh sáng. Vì thế đã đến lúc chúng ta nhìn cái hành vi, tôi gọi là hành vi, tức là nó ti tiện. Nó có sự ti tiện trong đó. Là ông Nguyễn Phú Trọng đang tìm đủ mọi cách để ôm lấy quyền lực. Kể cả là cái cái ngai vua, một cái ngai vua gọi là một cái ngai vua ảo, nó là bình chúc vô minh đó, nhưng Trịnh Cán của ngày hôm nay Chính Khải của ngày hôm nay Chính Tùng của ngày hôm nay Cố gắng vồ lấy cây đuốc đó Dù rằng cây đuốc đó không có ánh sáng Dù rằng cái ngai Gọi là cái ngai vua Cái ngai chủ tịch Nó chỉ là phỗng thôi Thì điều gì nó dẫn đến chuyện đó Nếu không nói rằng Nếu không nhìn ra đó là sự điên loạn Nó y chang cái thời kỳ Lê Mạt Các ông vua của thời Lê Mạt đều là những kẻ hèn hạ những kẻ chỉ biết đến quyền lợi của mình mà thôi thằng nào thằng trịnh thằng mạc hay là thằng nguyễn nếu nó cung phụng được cho mình một cái thứ quyền lợi nhiều gái nhiều vàng bạc uh, cho dòng họ của mình là mình chọn thằng đó mình ôm lấy thằng đó để bảo vệ quyền lực cho mình thì ngày hôm nay cái hành vi của ông nguyễn phú trọng đang là một cái hành vi giống y chang cái thời của Trịnh Khải, cái thời được điều hành bởi một được giật dây bởi một người đàn bà đặc biệt tên là Đặng Thị Huệ. Thì không biết là ngày hôm nay chúng ta có thể nhìn đến cái chuyện quốc hội là bà Trần là bà Kim Ngân thì không biết bà Kim Ngân có vai trò giống như là bà Đặng Thị Huệ hay không. Tuy nhiên, nó cũng là một cái hình ảnh để chúng ta gợi ra với nhau để, để cho một dòng họ ở bến tre cũng nên suy nghĩ lại để thận trọng hơn những hành vi làm việc của mình để đừng để, để tránh cái tình trạng nó xảy ra cái loạn kiêu binh của cái thời 1786 mồ mả của các ông quan các ông quan cái thời đó tức là ông quan trong thời tam phủ bị đào sới bị đập nát sọ bị đập nát xương các ông các bà có muốn như vậy không các ông các bà có muốn ông nội ông ngoại ông tằng ông tổ của các ông các bà bị đào lên đập nát xương đập vỡ sọ ném ra ngoài biển nếu các ông không thay đổi cái quan điểm và không kịp thời đi vào với lòng dân, thì nó sẽ y chang cái giai đoạn gọi là giai đoạn cuối cùng của loạn kiêu binh 1786. Thưa các anh chị em, nói thật ra để nhìn thấy gần lại chúng ta, Chúng ta uh, trong những ngày vừa qua có một uh, câu chuyện gọi là dép bay. Tức là Mỹ thì có dĩa bay. Là là, là là Một hành tinh khác thì cũng có, tức là có dĩa bay. Việt Nam thì có dép bay. Đặc biệt là dép bay ở Sài Gòn. Dép bay ở Thủ Thiêm. Và dép bay đó được lái bởi một người phụ nữ đẹp. Một người phụ nữ sinh ra trong một gia đình cộng sản nòi, Sinh ra trong một gia đình tôi nghĩ không lầm là cho tới giờ này vẫn còn tự hào được về những công việc của gia đình đối với cuộc cuộc giải phóng miền Nam. Nhưng tại sao một thành viên trong một gia đình như vậy lại là lái cái chiếc đĩa bay à xin lỗi cái cái chiếc dép bay để nhắm thẳng vào mặt của người gọi là cao nhất của tức là bà quan cao nhất ông quan cao nhất nhất nhì của Sài Gòn đó là bà quyết tâm thì có một số những còn măng trên trên những trang Facebook có những người khen, có những người chê và đâu đó nó có những cái câu mà tôi rất muốn chia sẻ với các anh chị em để chúng ta có một cái nhìn nó nó chuẩn xác hơn. Đó là những cái câu của mang chỉ danh gia đình của cô Dung đó rằng à cái bọn đó là bọn ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản. Tôi nghĩ rằng đã đến lúc chúng ta cần phải đứng bên trên, đứng lên trên những sự tranh chấp uh, tuyên truyền của cả hai phía trong chiến tranh của uh, cuộc chiến của Việt Nam 1960-1975. Bởi vì chúng ta không có ai ăn cơm quốc gia cả. Không có người dân Việt Nam nào gọi là ăn cơm, cái cơm đó có tên là cơm quốc gia. Cả. Dân tộc của chúng ta cái cơm đó là cơm của mồ hôi, của xương máu của người Việt Nam. Cho nên hãy dẹp đi cái chữ gọi là ăn cơm quốc gia. Không có quốc gia nào cho cơm người dân cả. Bởi vì nếu mà gọi cái chữ ăn cơm quốc gia thì hóa hóa rằng ta coi quốc gia nó là một cái sự ban phát. Ta coi quốc gia à là cái gì đó uh, trên cùng và ban phát cho chúng ta cái này, ban phát cho chúng ta cái kia. <laughs> Hãy là những người dân và hãy trả lại sự công bằng cho những người dân. Người dân Việt Nam trong cái giai đoạn 1960-1975 cả miền Nam lẫn miền Bắc đều bị dẫn dắt, đều bị u tối. Sự dẫn dắt về chính trị đó hầu hết là bị dẫn dắt xuôi theo sự giả dối của những người cộng sản. Và phía những người quốc gia đã để hỏng một cái khoảng trống rất lớn về tư tưởng cho người dân. Chiến tranh chính trị, mặt trận chiến tranh chính trị của người miền Nam, của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, nó chỉ có vững, nó chỉ có uh, hoàn chỉnh, gần như là hoàn chỉnh ở cái giai đoạn đệ nhất Cộng Hòa thôi. Nên đệ nhị Cộng Hòa là nó rơi vào những cái khoảng không hết sức nguy hiểm thậm chí những người lính đi ra xa trường đi ra chiến trường cái ý thức cái tư tưởng nó cũng không được uh, cao siêu lắm nó không được chặt chẽ lắm là mình ra chiến trường là bởi vì uh, mình phải bảo vệ cái vùng lãnh thổ của mình được gọi là tự do và mình muốn hay không muốn mình cũng vẫn phải ra chiến trường mình cũng vẫn phải vào các quân trường để đi ra chiến trường <laughs> Cho nên chúng ta cần phải nhìn lại với nhau để chúng ta thấy rằng cái chữ ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản nó nó không có hiện thực. Nó thể hiện những sự hẹp hòi, nó thể hiện của những người gọi là ăn mày quá khứ, bám víu vào quá khứ. Ngày hôm nay chúng ta, tôi đề nghị là như vậy, tôi gợi ra như vậy. Dĩ nhiên sẽ có những người đồng ý và sẽ có nhiều người không đồng ý. Tuy nhiên nó giống như là một que diêm. Tôi nghĩ rằng tôi làm một cái một cái ngọn nhỏ của cái ánh sáng của cái que diêm bật que diêm lên để cho chúng ta nhìn được nhau. Chúng ta phải nhìn được nhau. Chúng ta phải tôn trọng được nhau. Chúng ta phải quý mến được nhau. Ta không thể nào có được sự quý mến nhau thậm chí là kính mến nhau khi mà uh, ta dùng cái chợ câu như vậy tức là ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản hoặc là chúng ta mở miệng ra chúng ta phun à cái bè lũ đó là bè lũ ngụy quân ngụy quyền cái bè lũ đó là bè lũ tay sai bán nước tức là bọn mỹ ngụy hai cái cách nói đó đều là ở hai phía của những sự cực đoan mà một khi đã là cực đoan thì nó tiềm ẩn những tai họa cho xã hội. Hơn nữa, cái câu gọi là bọn Mỹ ngụy này kia gì đó, nó đã là 40 năm trôi qua. Và nó sai bên bét, nó sai tần tuyệt. Cũng vậy, cái câu gọi là ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản, nó cũng là 40, 43 năm đã trôi qua. Và nó cũng sai tuyệt 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 nên chúng ta đừng có trôi nổi vào những cái sự sai lầm đó nữa đừng có trôi nổi vào những cái sự cực đoan đó nữa để chúng ta tránh đi cái hành động thù hận bởi nếu chúng ta giải quyết bằng thù hận thì nó sẽ là sông máu trên đất nước việt nam nhắc lại với các anh chị em với cái nhìn nhận của tôi là cuộc chiến tranh bắt buộc nó sẽ xảy ra ở biển đông của việt nam tầm cấp lớn hay nhỏ nó tùy thuộc vào phản ứng của thằng khổng lồ Trung Quốc. Thằng khổng lồ Trung Quốc càng quẫy đạp thì cuộc chiến càng khốc liệt. Không dừng lại được nữa tất cả. Chúng ta nhìn, chúng ta đối chiếu, chúng ta so sánh, chúng ta lường định những sự kiện đang xảy ra trên toàn thế giới. Từ Trung Đông, từ Syria, đến vấn đề tình báo của tám quốc gia đang chụm đầu lại với nhau đến vấn đề thương mại đến vấn đề tài chính ngân hàng thị trường hối đoái tất tần tật là một hình ảnh cho chúng ta nhìn thấy cuộc chiến đang chuẩn bị diễn ra mũi rùi mũi nhọn đang xuất hiện và xuất hiện tại biển đông nhắm vào thằng trung quốc và bên cạnh thằng trung quốc là việt nam cộng sản không dừng lại được nữa và chắc chắn trong cái kỷ nguyên ngày hôm nay nếu xảy ra chiến tranh, ai sẽ thắng? Có thể Việt Nam sẽ là 10 triệu người chết. Tôi không nói đùa đâu nhé các anh chị em. Tôi không nói đùa đâu. Tôi được biết nó có những cái chủ trương như vậy. Họ không dừng lại được. Cái chiến lược đó không dừng lại được. Bởi vì muốn có được sự ổn định trên toàn thế giới, bắt buộc phải ổn định thế giới Hồi giáo và thế giới Hồi giáo họ đã tương đối là ổn định được rồi. Sau khi mà thế giới tự do ổn định được cái hiểm họa Cộng sản của Đông Âu, giải quyết được mặt trận Đông Âu thì họ giải quyết tiếp theo là mặt trận Trung Đông. Và mặt trận Trung Đông ngày hôm nay 8 phần 10 họ đã giải quyết xong. Sau Trung Đông là Á Đông. Một cái thằng kẻ thù to nhất hèn mặt nhất, đốn mặt nhất, nguy hiểm nhất. Bởi vì là một thằng kẻ thù có văn hóa, một, một cái thứ văn hóa rất dài, rất sâu. 4.000 năm, 5.000 năm, 6.000 năm lận. Tức là cái văn hóa thống trị của một cái bộ tộc, của một cái dân tộc chuyên môn là thống trị. Chuyên môn là bành trướng, con cháu của Tần Thủy Hoàng. Vì thế, chỉ có một cái lực lượng siêu quyền lực đứng sau người Mỹ, lèo lái người Mỹ, hướng dẫn người Mỹ, hướng dẫn quốc gia Mỹ. Tức là cái thế lực thiên chúa giáo, thế lực inhumanity mới có thể có chặt được, bẻ gãy được cái mũi tên, gọi là mũi tên tần thủy hoàng của ngày hôm nay mà thôi. Trung Quốc đỏ ngày hôm nay, người ta nhìn là một mũi tên và một mũi tên truyền thừa của tính cách tần thủy hoàng bão chúa tần thủy hoàng vì thế phải nhìn là cuộc chiến tranh nó sẽ xảy ra để người ta bẻ gãy cái mũi tên đó bẻ gãy cái mũi tên tàu cộng bẻ gãy cái mũi tên tần thủy hoàng hiện đại và vì thế việt nam tránh không được cái cuộc chiến tranh đó nó chỉ có thể tránh được khi chính những người dân việt nam ý thức và xác định được tư thế của mình đứng về phía những người tự do đứng về phía công lý đứng về phía nhân quyền nếu người dân việt nam thờ ơ hứng hờ với cái chuyện nhân quyền hứng hờ với thái độ biểu lộ của chúng ta thì cuộc chiến tranh nó cũng vẫn sẽ phải xảy ra và nó xảy ra từ cái tác động của bên ngoài và chủ yếu là ở bên ngoài người ta giải quyết đánh đấm nhau. Người ta đã nhìn thấy dân số của Việt Nam ngày hôm nay nó khá đông đảo rồi. Và nếu có phải chết khoảng 10 triệu con người, 10 triệu con người mê say, 10 triệu con người u mê vì chế độ cộng sản, vì quyền lợi chế độ cộng sản. Những cái con người mà đứng đối lập lại quyền lợi của tế tự do đứng đối lập lại giá trị của nhân quyền thì 10 triệu con người đó có chết cũng không phải là điều tiếc nuối đối với những người làm chiến lược tầm cấp thế giới vì thế chúng ta cần phải nhìn ra hai hình ảnh nó sẽ xảy ra hoặc là chính người dân Việt Nam sẽ xuống đường sẽ thể hiện được quyền lực của mình và thế giới hỗ trợ vào cho chúng ta giải quyết vấn đề việt nam đây là điều tốt đẹp nhất khi đó máu xương nó không có phải đổ thế thảo ngày hôm nay thằng trung quốc bị bao vây tứ bề và cái thèm khát cái sự thèm khát đất đai của phương nam nó đã là một cái miếng mồi mà những thằng cộng sản Trung Quốc nó nhử cho những người dân Trung Quốc nhìn về phương Nam tức là nhìn về Việt Nam ngày hôm nay. Cái vùng đất vàng, vùng đất ngọc, đàn bà cực kỳ đẹp. Đất đai cực kỳ phì nhiêu. Trong lòng đất lại biết bao nhiêu những tài tức là những những khoáng sản. Cái đó là một cái miếng mồi ngon quạ. Cái đó là một ước mơ lớn lao quá đối với những người hán cộng ngày hôm nay đối với những người tàu đỏ tham lam của ngày hôm nay vì thế mà đất đai ở việt nam ngày hôm nay các anh chị em có nhận ra được ai đang là chủ đất đai của những cái vùng, vùng, cuộc sang nhượng lớn lao và ồ ạt ở, tại bắc vân phong tại quảng nam quảng ngãi tại nha trang và tại phú quốc hay không vân đồn hay không tại sao những người trung quốc họ bỏ bao nhiêu tiền bạc để ném vào Tức là những người tư nhân Trung Quốc ném vào như vậy. Tức là họ đã bị dẫn dắt. Họ đã bị những kẻ cộng sản dẫn dắt để tập trung tối đa cái suy nghĩ, cái lòng tham của họ về phương Nam, về đất nước mang tên là Việt Nam ngày hôm nay. Và đồng thời họ cũng được hứa hẹn rằng à cái đất nước ngày hôm nay nó mang tên Việt Nam nó chỉ là tạm thời thôi. Vài năm nữa cùng lắm là chục năm nữa nó sẽ tộc kinh trở về với Trung Quốc. Tức là một cái chủng tộc tên là chủng tộc Kinh sẽ trở về toàn vẹn với Trung Quốc 56 dân tộc anh em. Chiến lược của họ là như vậy. Tư tưởng của họ trình bày cho những người có tiền bạc đang đổ vào Việt Nam như vậy. Chúng ta hãy nhìn về Bô Tần, Bô Tần của Lào. Tất cả những thằng tàu vào trong bộ tăng đều được trả tiền. Tiền vốn của chúng nó đều là của trung ương những người cộng sản của các địa phương các tỉnh đó cung cấp. Chúng ta nhìn như thế nào vì về Sihanoukville cả một cái cảng Sihanouk ngày hôm nay trở thành thứ nhất là bài bạc, thứ hai là điểm một cái thị trường điếm khổng lồ đang ở uh, đang xuất hiện tại tại nước Vin tức là tại tại Campuchia và một cái điều nó khá lạ lùng nữa hơi bất ngờ một chút xíu là người ta đã phát hiện ra bao nhiêu những cái kinh doanh sách trên internet tức là thị trường kinh doanh sách trên internet ngày hôm nay cả thế giới gồm lại 40% nó nằm ở Sia nước Tức là những cái vùng, gọi là vùng kinh tế đặc biệt của Tàu, của Campuchia, đặt tại Campuchia. Vì thế, Bắc Vân Phong của chúng ta cũng hình dung, chúng ta nhìn thấy rất rõ ràng. Họ đổ vào để họ kinh doanh hai thứ quan trọng nhất. Kinh doanh lòng tham, tức là các sòng bạc, và kinh doanh xác thịt, tức là kinh doanh địa điểm, công nghiệp địa điểm vì thế chúng ta phải thấy rằng đặc biệt là những người đang cầm súng cho chế độ đặc biệt là giới công an các anh phải nhìn thấy rằng cái nòng súng của các anh mỗi súng của các anh không thể nào nhắm vào nhân dân mãi được bởi vì khi thậm chí là các anh có bắn vào nhân dân đi nữa nhân dân có nằm la liệt ra chết đi nữa thì các anh cũng sẽ phải đối diện với cái chết thứ hai, cái chết tiếp theo. Đó là sức mạnh của Liên quân Hoa Kỳ. Đừng nghĩ rằng những điều tôi đang nói đây là những điều nói à ới. Không, nó thật đấy các anh chị em. Người Việt ngày hôm nay không phải chỉ có sống ở Việt Nam. Người Việt ngày hôm nay sống tại nhiều nơi, có có nhiều người nơi các quốc gia khác. Và vũ khí của ngày hôm nay với sự tinh khôn những vũ khí tinh khôn mà quân sự sức mạnh quân sự của hoa kỳ họ đang nắm nó vượt xa vời vợi với những cái thứ gọi là vũ khí sát thương của việt nam hay là của ông tàu thằng tàu thì nó chỉ là hù thôi cho nên một người lính của quân đội hoa kỳ khi đối diện với các anh ở trong một cái hình thức nào đó ở trong một cái bối cảnh nào đó thì một người sẽ phải đấu ít nhất sẽ phải tức là sẽ trên cơ một ngàn thằng lính của các anh tức là một ngàn thằng công an hoặc là một ngàn thằng bộ đội nếu chống lại cái lực lượng binh sĩ đó binh sĩ của hoa kỳ đó thì một ngàn một ngàn thằng lính của việt nam không có khả năng chiến thắng được một thằng lính của quân đội Hoa Kỳ thôi. Và điều đó, nó sẽ xảy ra đấy. Những thằng như chúng tôi, dẫu rằng đã già rồi, dẫu rằng đã khấp khảnh rồi, nhưng trong đoàn quân đó chắc chắn sẽ có mặt những thằng khấp khảnh như chúng tôi. Một cuộc chiến nó không nó không phải là à, cầm súng bắn bùm bùm. Mà một cuộc chiến chúng tôi sẽ có mặt để ngồi một chỗ, ngồi trong một cái chiếc tàu, chiếc tàu nào đó hay chiếc thuyền nào đó để sử dụng máy bay không người lái sát thương các anh. Chắc chắn chúng tôi sẽ có. Chúng tôi sẽ có mặt. Mà không phải chỉ có một Phạm Văn Thành, ít nhất là 10.000 Phạm Văn Thành. Thưa các anh chị em, vì thế muốn chia sẻ với những người ngày hôm nay đang cầm quyền lực của chế độ nói riêng là thành phần gọi là cấp cao nói chung là những thành phần đang cầm súng có vẻ như nhắm vào phía người dân tức là những người công an uh, cấp cặp quần đổ xuống tức là cấp hạ bộ cái thành phần từ trung cấp đổ lên trước đây 4 năm 5 năm họ có một cái suy nghĩ rằng họ đọc một chuyện ghê gớm thì họ sẽ chạy sang Mỹ, tại vì họ đã có tiền, họ đã có con em của họ bên Mỹ, họ đã có tài sản ở bên Mỹ rồi, rất ngạo mạn, họ phun ra những câu là ở những cái cơ sở thương mại của bên Mỹ là của Việt Nam bên Mỹ giờ là tụi tụi tôi mua hết rồi, chính một số người cán bộ nói trực tiếp với tôi như vậy tại Paris, đừng nghĩ rằng tôi không gặp họ nhé, tướng lãnh của cộng sản gặp tại Paris, tôi sẵn sàng gặp và gặp có cả hai phía tức là những phía muốn thay đổi và những phía không muốn thay đổi tôi đâu có sợ đâu và vì thế muốn chia sẻ với các anh chị em gọi là công an cặp quần tức là công an hạ cấp đặc biệt là giới dân phòng các anh chị em dân phòng đừng để xảy ra tình trạng các cô các cậu sẽ là người chết đầu tiên sẽ bị đập sọ đầu tiên. Chính vì thế mà tôi muốn làm cái live stream ngày hôm nay. Hết sức tâm tình với các anh chị em. Tôi, tôi không giỏi hơn các anh chị em. Làm sao giỏi hơn các anh chị em được? Ngày hôm nay các anh chị em lớn lên đã có công nghệ đầy đủ rồi. Rất nhiều các thứ công nghệ. Chúng tôi không có được cái cơ hội như vậy. Nhưng chúng tôi có một số những cái quan hệ. Chúng tôi có một số những cái kinh nghiệm để chúng tôi hiểu rằng à chuyện gì nó sẽ xảy ra không đúng 100 phần trăm thì cũng là 80 phần trăm và cái hình ảnh đó chia sẻ với nhau rằng đất nước của chúng ta chế độ cộng sản sẽ phải bị lật xuống hoặc là lật vì người dân Việt Nam làm một cái cuộc cách mạng để thay đổi chế độ hoặc là lật từ bên ngoài hai cái hướng lật chắc chắn nó sẽ xảy ra và tối đa là hai năm là kết thúc tức là hai năm nữa sẽ kết thúc cái bàn bài cái ván bài ván bài cờ vây để giải quyết cái hiểm họa cộng sản trên á châu vì thế một điều nữa cũng muốn chia sẻ với đồng bào miền nam chúng ta kỷ nguyên ngày hôm nay không thể hành xử như cái giai đoạn 1786 1640 những thời kỳ đó là những thời kỳ mà lính tam phủ tức là 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 là, 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 là cứu binh hành hạ người dân một cách thê thảm coi người dân không ra gì cả rồi đến cái giai đoạn 1786, khi đã bị tước vũ khí rồi, đó, thì biết bao nhiêu những người đã chết. Thảm họa đã chết. Chết thảm. Thì ngày hôm nay, rất mong rằng nó sẽ không có cái tình trạng là sẽ có một đoàn quân ăn mày đi từ Nam về Bắc mà không dám mở miệng ra để xin ăn. Xin bằng tay, ra hiệu. xin đồng bào miền nam nếu chúng ta tàn ác quá cái sân hận nó sẽ vẫn còn và nó sẽ dẫn đất nước của chúng ta vào trong những cuộc chiến tranh khác vào trong những sự thù hận khác mà đất nước của chúng ta đã có quá nhiều sự thù hận chúng ta thừa hưởng quá nhiều vốn liếng của lịch sử thù hận Chúng ta có những vấn đề của chủng tộc. Người Tràm, Thù Hận, người Kinh, người Ra đê, người Ê Đê, đồng bào Tây Nguyên thù hận người Kinh. Đừng nghĩ là không có, nó sâu sắc lắm các anh chị. Nó sâu sắc vô cùng. Tôi là người từng sống trong những nhà tù, nơi những nhà tù đó nó có cả những người của uh, lực lượng Funro tức là những người chàm những người champa và những người ra đê những người mơ mơ niêng uh, ê đê và họ nhìn gì về người kinh họ nhìn người kinh là kẻ thù kẻ thù thứ hai sau cái thứ kẻ thù của cộng sản vì thế chúng ta đang thừa hưởng một cái vốn liếng đau khổ của cha ông của chúng ta để lại cái bước chân nam tiến bắt đầu từ khi nguyễn hoàng gọi là chúa tiên bắt đầu từ khi nguyễn hoàng phải xin với chị của mình để, để cho trịnh kiểm đó để cho ông trịnh kiểm tha thứ tha chết cho để đi về phương nam các anh chị em đừng quên là cái giai đoạn đó là giai đoạn ông trịnh kiểm muốn xoán ngôi nhà lê và khi không xoán ngôi được sự việc bất thành thì ông Trịnh Kiểm vốn là anh rể của Nguyễn Hoàng đã có một cái ý đồ sẽ phải giết Nguyễn Hoàng bởi vì một người anh em khác của Nguyễn Hoàng đã bị giết bởi vì đó là những người biết cái mưu đồ của uh, ông Trịnh Kiểm tất cả đều là người thanh hóa nhá các anh chị em ông Trịnh Kiểm ông uh, ông nguyễn kim ông nguyễn hoàng đều là người thanh hóa hà tĩnh và thanh hóa thì chúng ta cần phải nhìn với nhau từ cái quá khứ đó để nhìn ra ngày hôm nay những cái thảm họa chúng ta thừa hưởng bởi sự thù hận đất nước của chúng ta có lẽ là một cái đất nước có cái chiều dài trịnh nguyễn phân tranh nó khủng khiếp khủng khiếp nhất so với các dân tộc khác tại tại ái châu chúng ta đã bị chia cắt trịnh nguyễn phân tranh từ những giai đoạn uh, một nghìn 1554 1653 từ 1653. Thì ba là khi mà Trịnh Tùng con ông Trịnh Kiểm đó là là quê ông Nguyễn Hoàng lại. Bởi vì lúc bấy giờ là ông Nguyễn Hoàng đã đã xin chị của mình để để xin Trịnh Kiểm là tha chết để, để xuôi về phương Nam, tức là vào Thuận Hóa để chú trấn thủ ở Thuận, ở thuận Hóa. Rồi sau khi nhà Mạc bốc lên đánh dữ dội quá đó thì cái thời Trịnh Tùng là <laughs> huy động cả phương Nam ra, tức là huy động cả 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 mang tính cách dòng họ bởi vì là 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 dòng ngoại với dòng nội. Tức là là, là là lực lượng của của Nguyễn Hoàng là bay ngược ra ngoài Bắc để đánh. Nhưng mà ngay sau khi tức là ngay sẽ đánh xong rồi đó là năm ba bị giữ lại. Năm 1653 Nguyễn Hoàng bị giữ lại ở ngoài ở ngoài Hà Nội không cho vào trong Nam nữa, bởi vì sợ ai sợ Trịnh Tùng sợ. Trịnh Tùng sợ ở trong Nam lớn lên quá thì sẽ lật ngoài Bắc. Lúc đó vẫn là một cái ông vua bù nhìn, tức là ông nhà Lê, ông nhà Lê vua là vua bù nhìn. Còn tranh quyền bính với nhau là giữa dòng họ Nguyễn và dòng họ Trích. Cho tới cái giai đoạn năm 1660 đó là uh, lúc bấy giờ là ông Nguyễn Hoàng mới tìm một cái kế để thoát vào phương Nam. Nói đủ thứ chuyện hết, đem đủ thứ máu mủ ra để mà gần như là làm được một cái cuộc trốn thoát anh em với nhau nhé các anh chị ạ. Anh em tương tàn với nhau, nắm quyền lực như vậy đó. Nhưng mà hở ra là giết nhau ngay y chang như ngày hôm nay chế độ cộng sản hở ra là giết nhau ngay chúng ta nhìn thế nào về cái chuyện cái chết của trần đại quang nhìn như thế nào về cái chết của uh, nguyễn bá thanh nhìn như thế nào cái chết của võ văn kiệt và đinh thế huynh đang uh, ngấp nga ngấp ngé kể cả cái chuyện uh, Ngài bí thư sáng suốt đỉnh cao của chúng ta cũng đang giật dẹo người ta không biết là cái xác này là sáp hay là thật tất cái khuôn mặt hình ảnh ngày hôm qua hiện lên nó, nó, nó lạ lùng quá và nếu là thật thì là cái sự thật sắp chết nếu là thật thì cái khuôn mặt đó là khuôn mặt sắp chết bởi vì khuôn mặt không còn một cái thần sắc nào cả không còn một cái thần khí nào cả mà vốn dĩ là một người lãnh đạo là một người cầm quyền trượng của cả một quốc gia tức là lãnh đạo cả bốn triệu thằng đảng viên hùng hùng hổ hổ lúc nào cũng đằng đằng sát khí những thằng đó tự nhiên của nó là nó, nó toát ra một cái thần khí của chúng nó, nó toát ra một cái thần sắc của chúng nó. Nhưng cái hình ảnh chúng ta mới nhận uh, hôm qua về Nguyễn Phú Trọng, chúng ta bắt buộc phải đặt một cái câu hỏi là cái thằng này có phải là Nguyễn Phú Trọng hay không? Thì đó, nó y chang cái giai đoạn của trịnh Tùng, trịnh Cán xảy ra. Trịnh Tùng, trịnh Cán, trịnh Khải, trịnh Kiểm. Nó xảy ra, nó kéo dài mấy chục năm trường, cả trăm năm trường. Tức là từ cái giai đoạn 1000, sáu 1660, đỉnh cao tranh giành từ năm 1660 cho tới kết thúc là năm 1786. Những sự tranh giành của của phe phái với nhau, của cùng trong dòng họ nhé. Lập lại là dòng họ Nguyễn, dòng Nguyễn Hoàng, Nguyễn Kim là dòng họ ngoại. Chính là bên dòng Họ Nộ Và họ tương tàn nhau như vậy Trở lại cái chuyện của Nguyễn Hoàng vào Nam Chính thức là năm 1660 mới trốn thoát được ở ngoài miền Bắc Trốn thoát anh em của mình Anh của Nguyễn Hoàng đã bị giết Bè đảng của Nguyễn Hoàng bị chặt tân, chân chặt tay Tức là bị đút vào lò hết Bị dồn củi đút lò, lò tôn, lò củi đút hết Nguyễn Hoàng cuối cùng thoát được để chạy vào phương Nam và phục hận cuộc gọi là là, 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 là là tương tàn máu lửa nó bắt đầu xuất hiện một cách cường liệt là từ năm 1660 bắt đầu từ năm không 1660 là chính thức phát khởi cuộc chiến Bắc Nam Vốn dĩ cuộc chiến Pháp Bắc Nam đã được khơi mào từ thời Nguyễn Kim. Khi Nguyễn Kim từ bên Lào cái chính phủ Lưu Vong để trong ngoặc kép, chính phủ Lưu Vong Nguyễn Kim triều đình Lưu Vong đã từ bên Lào đánh vào Thanh Hóa, chiếm được Thanh Hóa, đánh vào Nghệ An, chiếm được Nghệ An và lập ra một cái triều đình cũng là vua Lê cũng đưa một cái ông vua lê lên đó là triều đình nam triều nó đối diện với bắc triều là của nhà mạc vì thế tất cả những hình trạng đang xảy ra ngày hôm nay cho chúng ta so sánh cho chúng ta nhìn thấy 2018 nó y chang như giai đoạn năm 1786 sự tranh giành với nhau Thì đó, Nguyễn Hoàng 1660 chính thức mới Trốn thoát được Anh em của mình từ phía Bắc Và ngay khi vào được tới Thuận Hóa Là quyết định chiến tranh Nam Bắc này Chiến tranh dòng họ Đều là những người thanh hóa Đều là những người của Tam Phủ Tức là thanh hóa, nghệ tĩnh, tĩnh gia Vâng thưa các anh chị em Chúng ta nhắc về quá khứ để chúng ta nhắc về quá khứ để chúng ta nhìn ra những sự diễn biến của ngày hôm nay để chúng ta làm thế nào đó tránh được một cái cảnh gọi là núi xương sùng mọc những người đang cầm quyền lực ở hạ cấp tức là từ cặp quần đổ xuống của chế độ các anh các chị sẽ không tránh được cái chuyện là bị đập bể sọ nếu như các anh các chị không tỉnh táo để chọn một cái thái độ đúng cho mình ngày hôm nay xin lập lại với các anh chị em là chế độ cộng sản việt nam sẽ tàn lụi sẽ diệt phong sẽ bị tận diệt tối đa là hai năm nữa không bị thay đổi bằng chính những người việt nam những người con dân việt nam thì sẽ phải thay đổi bằng một cuộc chiến tranh và cuộc chiến tranh đó nó đến từ yếu tố bên ngoài và đó là một cuộc chiến tranh tàn khốc. Với cái suy luận với cái nhìn của tôi ít nhất cũng 10 triệu người hy sinh trong cuộc chiến tranh đó. Đặc biệt là người miền Bắc. Xin chào các anh chị em.